Xin chào buổi sáng tất cả mọi người, mình sẽ lại đến thông tin tình hình sáng ngày hôm nay ngày 2 tháng 9. Thì đầu tiên chính là Bến Tre ghi nhận thêm 3 ca mắc Covid-19 mới, nâng tổng số ca trên toàn tỉnh là 1.771 ca. Hiện tỉnh vẫn có 42 ca tử vong và 1.285 ca đã ra viện. Thì 3 ca mắc mới đều ghi nhận trong khu cách ly và phong tỏa, bao gồm là 1 ca ở Tân Thạch và 2 ca tại An Khánh, huyện Châu Thành. Và thông tin tiếp theo là tại Ba Tri. Đánh bạc, 5 đối tượng chia nhau 75 triệu đồng để nộp phạt. Thì sáng ngày hôm qua, công an xã Tân Thủy đã tống đạt quyết định của Ủy ban nhân dân huyện Ba Tri về việc xử lý vi phạm hành chính 5 đối tượng với số tiền là 75 triệu đồng về hành vi tụ tập đông người vi phạm chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Thì trước đó vào khoảng 12 giờ trưa ngày 25 tháng 8, ông Tăng Thanh Tê sinh năm 89, ấp Tân Định, xã Tân Thủy gọi điện rủ Đặng Văn M 79 và Nguyễn Thiên Tê sinh năm 82 và Đặng Quốc Đê sinh năm 91 và cuối cùng là Tăng Thanh An L sinh năm 78 cùng ngụ ấp Tân Định, xã Tân Thủy đến nhà để đánh bạc. Đánh bài ăn thua bằng tiền thì lực lượng công an xã đã tổ chức bắt quả tang, tạm giữ trên chiếu bạc là một bộ bài tay và 100.000 đồng. Thì cũng có hồ sơ đề nghị xử phạt 5 đối tượng trên về hành vi tụ tập đông người trong thời gian giãn cách xã hội với số tiền là 75 triệu đồng. Đồng thời tiếp tục cũng có hồ sơ xử lý về hành vi đánh bạc trái phép. Và thông tin cuối cùng cho bản tin sáng ngày hôm nay chính là đã nhận được hỗ trợ nhưng lên Facebook nói chính quyền không lo được hộp gạo nào. Thì một phụ nữ bị lập biên bản vi phạm hành chính, ngày 1 tháng 9, công an huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre đã phối hợp với công an xã Tân Thạch mời làm việc bà HTL sinh năm 71 cư ngụ xã Tân Thạch để xác minh tình tiết vi phạm hành chính đối với hành vi của bà An L sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải bình luận cho rằng Ủy ban nhân dân xã Tân Thạch không lo được cho dân một hộp gạo. Thì cán bộ xã Tân Thạch đã chỉ lo cho gia đình của cán bộ xã. Tuy nhiên, trong danh sách ký nhận tiền quà của bà ở xã Tân Thạch có tên bà. An L thừa nhận từ khi giãn cách xã hội đến nay, gia đình bà An L đã nhận được từ chính quyền địa phương là 10 ký gạo và 300.000 đồng cho hai lần và rau quả. Khi cán bộ xác minh hỏi đến, cán bộ xã chỉ lo cho gia đình cán bộ xã thì là ai, thì An L trình bày là do An L tự nghĩ ra. Thì cơ quan công an lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà về hành vi của bà tại điểm A khoảng 1 điều 101 nghị định 15/2020/NĐ-CP của chính phủ, khung hình phạt từ 10 đến 20 triệu đồng đối với tổ chức và 5 đến 10 triệu đồng đối với cá nhân. Xin những ai đã nhận được tiền hỗ trợ hãy nhớ đừng giống như bà An L. Mình cũng xin kết thúc nhanh bản tin sáng ngày hôm nay tại đây. Bạn nào chưa đăng ký nhớ cho mình xin một đăng ký bên dưới nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.